Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn nếu tất cả Pháp đều nhập Pháp giới không hai không khác thì tại sao Đại Bồ Tát phải học bát nhã ba la mật đa, cũng học tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa? Tại sao Đại Bồ Tát phải học sơ thiền, cũng học đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền? Tại sao Đại Bồ Tát phải học từ vô lượng, cũng học bi hỷ xả vô lượng? Tại sao Đại Bồ Tát phải học định không vô biên xứ, cũng học định thức vô biên Sứ, vô sở hữu xứ phi tưởng phi phi tưởng xứ tại sao đại bồ tát phải học bốn niệm trụ cũng học bốn tránh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo Tại sao Đại Bồ Tát phải học pháp môn giải thoát không, cũng học pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện? Tại sao Đại Bồ Tát phải học tám giải thoát, cũng học tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ? Tại sao Đại Bồ Tát phải học tất cả pháp môn Đà La Ni, cũng học tất cả pháp môn Tam Ma Địa? Tại sao Đại Bồ Tát phải học pháp không nội, cũng phải học pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Tại sao Đại Bồ Tát phải học trơn như cũng học Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, Pháp định, Pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghìn. Tại sao đại Bồ Tát phải học Thánh đế khổ cũng học Thánh đế tập diệt đạo, tại sao đại Bồ Tát phải học năm loại mắt cũng học sáu phép thần thông, tại sao đại Bồ Tát phải học 10 lực Phật cũng học bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt 18 pháp Phật bất cộng, tại sao đại Bồ Tát phải học đại từ cũng học đại bi, đại hỷ, đại xả, tại sao đại Bồ Tát phải học pháp không quên mất cũng học tánh luôn luôn xả, tại sao đại Bồ Tát phải học trí nhất thiết cũng học trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tại sao Đại Bồ Tát phải học viên mãn 32 tướng đại sĩ cũng học viên mãn 80 vẻ đẹp phụ thuộc? Tại sao Đại Bồ Tát phải học sanh vào dòng dõi lớn sát đế lợi, dòng dõi lớn bà la môn, dòng dõi lớn trưởng giả, dòng dõi lớn cư sĩ? Tại sao Đại Bồ Tát phải học sanh vào chúng trời tứ đại vương, trời ba mươi ba, trời dạ ma, trời đổ sử đa, trời lạc biến hóa, trời tha hóa tự tại? tại sao đại bồ tát phải học xanh vào cõi trời phạm chúng trời phạm phụ trời phạm hội trời đại phạm tại sao đại bồ tát phải học xanh vào cõi trời quang trời thiểu quang trời vô lượng quang trời cực quang tịnh tại sao đại bồ tát phải học xanh vào cõi trời tịnh trời thiểu tịnh trời vô lượng tịnh trời biến tịnh Tại sao Đại Bồ Tát phải học sanh vào cõi trời quảng, trời thiểu quảng, trời vô lượng quảng, trời quảng quả? Tại sao Đại Bồ Tát phải học Pháp sanh vào cõi trời vô tưởng hữu tình nhưng chẳng thích sanh nơi ấy? Tại sao Đại Bồ Tát phải học Pháp sanh vào cõi trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện tiến, trời sắc cứu cánh nhưng chẳng thích sanh vào đó? Tại sao đại Bồ Tát phải học pháp sanh vào cõi trời không vô biên xứ? Trời thức vô biên xứ, trời vô sở hữu xứ, trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, nhưng chẳng thích sanh vào đó. Tại sao đại Bồ Tát phải học sơ phát tâm Bồ Đề, cũng phải học đệ nhị đệ tam đệ tứ đệ ngũ đệ lục, đệ thất đệ bát, đệ cửu đệ thập, phát tâm Bồ Đề? tại sao đại bồ tát phải học sơ địa bồ tát cũng học đệ nhị đệ tam đệ tứ đệ ngũ đệ lục đệ thất đệ bát đệ cửu đệ thập địa bồ tát tại sao đại bồ tát phải học bậc thanh văn nhưng chẳng tác chứng cũng phải học bậc độc giác nhưng chẳng tác chứng tại sao đại bồ tát phải học tránh tánh ly xanh của bồ tát cũng phải học thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi phật tại sao đại bồ tát phải học biện tài đà la ni vô ngại cũng học đạo bồ tát quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật học như thế rồi đắc trí nhất thiết trí biết tất cả Pháp tất cả chủng tướng